Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Thảo Yên, Hoàng Trọng Thủy trở lại với quý khán thính giả và kính thưa quý vị, ngày hôm nay ông Giám đốc Cơ quan Tình báo Hoa Kỳ CIA là Pompeo tuyên bố là cho đến giờ phút này thì Kim Jong-un vẫn tiếp tục thử nghiệm và thực hiện phát triển vũ khí nguyên tử. Và theo lời ông Pompeo, Bắc Hàn có khả năng sẽ tấn công Hoa Kỳ bằng vũ khí nguyên tử trong vòng vài tháng tới. Mà ông nói rằng handful of months, trên bàn tay chúng ta có 10 ngón, thì nếu mà nói handful luôn á, mình cứ cho là 10 tháng đi, thưa quý vị. Giám đốc cơ quan tình báo CIA nói rằng hiện nay Kim Jong-un vẫn tiếp tục đưa ra những chương trình làm việc bằng nhiều cách để mà phát triển vũ khí nguyên tử thành công và âm thầm phát triển. Và khi mà phát triển thành công rồi thì Bắc Hàn có thể tấn công nước Mỹ. Lời tuyên bố này của ông Pompeo đưa ra và với mục tiêu chúng ta có nhiều cách để có thể ngừng chuyện này xảy ra, và một trong những cách đó là tiêu diệt Kim Jong-un, mà ông gọi là removing, lấy Kim Jong-un ra khỏi cái ghế hiện nay. Và đồng thời ông Pompeo cũng trong quan điểm được đưa ra ngày hôm nay cũng nói rằng Nga đã có chủ đích tìm cách xâm lấn vào chuyện bầu cử của nước Mỹ, midterm election, có nghĩa là cuộc bầu cử giữa kỳ diễn ra vào mùa hè này, và cuộc vận động tranh cử sẽ mạnh mẽ vào mùa hè này và kéo dài cho đến tháng 11 năm nay, thưa quý vị. Bắc Hàn dường như đã đánh hơi được cái nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm có thể thực hiện các cuộc tấn công phủ đầu. Cho nên trong thời gian qua chúng ta thấy Bắc Hàn rất là im ắng, không có một cái động tĩnh gì hết về việc mà di chuyển những cái loại mà phát triển hỏa tiễn tầm xa hoặc là nguyên tử, thậm chí còn kêu gọi người dân giữa Nam và Bắc Hàn hãy tiến tới việc thống nhất và đừng nên để cho nước ngoài can dự. Và trong thời điểm này thì tiến trình thực hiện Thế vận hội mùa đông ở Pyeongchang đang diễn ra một cách mạnh mẽ. Mọi người đang chờ đợi để nhìn xem lá cờ trắng với đất nước Nam Bắc Hàn nền xanh sẽ được trình chiếu như thế nào trước mặt người dân của Bắc Hàn, và liệu rằng chính phủ Kim Jong-un có cho phép người dân Bắc Hàn được xem chương trình thi đấu Thế vận hội mùa đông một cách rộng rãi hay không vào tháng 2 tới đây. Vâng, thưa quý vị, trong khi đó vào sáng ngày hôm nay, Tòa Thánh Vatican đã tuyên bố là Đức Giáo Hoàng Francis đã cử một đặc phái viên đặc biệt đi sang Chile điều tra giám mục có tên là Juan Barros bị cáo buộc là cố tình che giấu cho cái cuộc điều tra về những linh mục đã có hành vi xâm phạm trẻ em, đó là dòng Legion of Christ, đạo binh Chúa Kitô. Thì còn nhớ cách đây 2 tuần, Đức Giáo Hoàng khi mà viếng thăm Chile đã có một cái phát biểu khiến cho Ngài bị chỉ trích, là vì Ngài nói rằng những nạn nhân của vụ lạm dụng tình dục đã cố tình vu khống cho giám mục Juan Barros. Thì đây là những cái phát biểu theo sau một cái vụ điều tra đã bắt đầu từ năm 2012, khi có rất nhiều nạn nhân, một số là trẻ em, một số là phụ nữ, lên tiếng tố cáo các linh mục của dòng đạo binh Chúa Kitô, mà trong đó có cả linh mục Marcio Marcel là người sáng lập ra cái dòng này. Tuy nhiên, do linh mục đã lớn tuổi và qua đời vào năm 2008, thì khi đó Tòa Thánh Vatican tuyên bố là đây là những cái hành vi riêng của ông Marcel, không liên quan gì đến cái dòng đạo binh Chúa Kitô này. Và năm 2015, Đức Giáo Hoàng Francis đã ra lệnh ngừng cuộc điều tra nhắm vào cái dòng này vì không đủ chứng cớ, và Ngài cử giám mục Juan Barros đi về lãnh đạo cái giáo phận này.
Và đây là một cái quyết định khiến cho Đức Giáo Hoàng nhận rất nhiều sự chỉ trích. Tuy nhiên sáng ngày hôm nay thì Tòa Thánh Vatican nói rằng vì xuất hiện những cái bằng chứng mới, thế cho nên là Đức Giáo Hoàng gửi một đặc phái viên đi đến Chile điều tra xem là ông Giám mục Juan Barros có bao che cho cái vụ điều tra này hay không. Khi quý vị đi vào nhà hàng và nói chung những cái nơi mà ăn uống đó, thì quý vị được cái người tiếp viên trao cho quý vị một ly nước, xong rồi họ ném lên trên bàn những cái ống hút. Thưa quý vị, đây là những ống hút mà theo giới làm luật của California, hàng năm có cả triệu triệu ống hút. Và họ nói rằng ống hút nó như là bao rác ni lông vậy đó, rất là khó tan, hòa tan và mất có thể đâu 100 năm. Vâng, nếu mà chúng ta ném một cái ống hút này xuống đất, 100 năm sau nó mới tan biến vào trong đất. Thế thì họ nói rằng mới đây phía California đưa ra một cái đề nghị hình phạt nhắm vào những nhà hàng nào mà chỉ đặc biệt dành cho những nhà hàng khi chúng ta ngồi vào ăn mà thôi. Còn lại không nhắm vào những cái tiệm bán nước hay những cái nhà hàng bán food to go hoặc là tiệm cà phê. Và thằng cà phê đó lại là nơi mà sử dụng cái straw này nhiều nhất. Bởi vì thức uống là uống. Mà cái điểm mà phải công nhận thưa quý vị, cái straw này mình mới thấy là nó gây thiệt hại về môi sinh ha. Tôi mới nghĩ ra có cách nào mà chúng ta chế được một cái straw mà chúng ta hút một lần mà nó tự động nó tan luôn. Hoặc là nó giống như là straw bằng giấy hay là một cái loại giấy đặc biệt gì đó. Nhưng mà cái giá có lẽ là đắt quá, cho nên các nhà hàng họ sẽ không có thể nào tốn phí để mua thêm những cái loại straw này. Nhưng mà nếu nhiều cả nước mua, 50 tiểu bang mà mua cái loại straw này, một ngày họ bán ra biết bao nhiêu triệu cái straw, thì đó là một trong những cái nỗ lực. Thế nhưng, dân biểu California, ông Ian Caldero mới đây đã bị chỉ trích nặng nề bởi vì ông đề nghị đó là phạt vạ luôn. Và kể cả án tù lớn nữa, penalty criminal, $1,000 cho những cái cơ sở nhà hàng nào mà không để cho người ta hỏi mà cái người tiếp viên tự ý ném cái straw lên bàn đó, hoặc là trao cái straw lên bàn. Thường người ta biết rồi, quý vị thấy không? Coi như là 99 người khi mà họ uống nước đó, là họ cứ xin cái straw. Tại vì uống nước bằng cái straw nó dễ hơn là cầm, với lại các phụ nữ thì môi son rồi đủ hết á. Đa phần các phụ nữ là xin cái straw này. Thì ngày hôm nay cái sự chỉ trích này, tuy nhiên một số những người họ nói rằng thực ra móc ra trong mũi cái con rùa nguyên một cái straw luôn. Thực ra thưa quý vị, chúng ta đã phải trả 10 cent cho mỗi cái bát để mà làm giảm cái tình trạng sử dụng bao rác ở trong siêu thị. Thì đây cũng có thể là một cái hành động mà chúng tôi nghĩ thiết yếu. Họ chỉ nói như thế này nè, trong tương lai có thể là sẽ có luật phải xin mới cho. Giống như nước, có thời gian mà chúng ta tiết kiệm nước đó là các nhà hàng, nghĩa là khi mà thực khách yêu cầu nước thì nhà hàng mới mang nước ra kho. Bây giờ thì phải xin, cho tôi xin cái straw. Khi mà nghe cái đó rồi thì người tiếp viên mới được trao, còn nếu không thì bị phạt nếu mà có người kiểm soát. Tuy nhiên cái hình phạt này hôm nay đã gặp phải sự chỉ trích, cho nên nếu có luật trong tương lai thưa quý vị thì chỉ có việc là theo nhu cầu yêu cầu mà thôi. Và đó là bản tin chót trong phần tin tức ngày hôm nay. Một lần nữa kính mời quý vị trở lại với chúng tôi 6 giờ chiều nay để theo dõi toàn bộ bài diễn văn về tình trạng thông điệp liên bang của đất nước Mỹ với Tổng thống Donald Trump. Kính chúc quý vị một ngày làm việc thật nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.